gần 95-97% nha, khiến cho anh ngủ riêng theo máy nha các bác. Và em sẽ test. Vâng, xin chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc. Trước mắt các bác là một con CD dòng cao cấp của hãng Denon, tích hợp bộ dây mã DAC gọi là hiện đại nhất hiện tại bây giờ. Em nó sở hữu một cái phần dây mã DA rất là hay. Nếu các bác nào vừa thích nghe nhạc vàng bằng những cái đĩa CD tốt, vừa có thể có một cái bộ dây mã mà nghe nhạc online rất là hay, thì không cần phải vướng vặn rất là nhiều thiết bị, thì em này nó sẽ có luôn cả phần DAC cho các bác nha. Đây, DAC thì các bác chỉ cần chuyển qua Optical hoặc là Quality Out thôi, bằng một cái nút vặn thôi. Còn nghi CD thì chúng ta vặn qua CD. Con này thì đẹp thiếu một cái thùng nha các bác, không tì vết nha. Dòng CD Denon S13 La Mã Limited nha, chạy 4 con DAC BCM, có logo chữ S và chữ Limited, là dòng cao cấp nhất của dòng S10. Dòng CD này nó sẽ có mã là S10 trơn, S12 La Mã và 3 La Mã, và cuối cùng nhất là trước mắt các bác là 3 La Mã Limited. Sản xuất số lượng có hạn, khiển và dây nguồn riêng theo máy. Sẵn test và em cũng que chi tiết để các bác cùng xem luôn. À, đẹp không tì vết nha. Tắt cả hoạt động hoàn hảo và chạy mắc từ như những dòng Sony nên tốc độ rất là nhanh. Khiển riêng theo máy. Mạch ngã vàng nha, mạch vàng nha các bác. Em này thì em đang giao các bác là 23.500.000 nha, bao gồm phí ship. Denon S13 La Mã Limited, đẹp trên 95% nha, mạch đẹp không tì vết nha. Vàng ươm. Mời các bác cùng ngắm. Nếu chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000, còn 23.200.000 bao ship tận nơi. Còn cọc tiền thì vẫn giá 23 năm nha các bác. Cọc các bác cọc khoảng 2 triệu giúp em là em ship hàng tận nơi. Series là 3121. Đường tín hiệu vào của phần dây mã DA có ở cổng quang input, còn là đường out tín hiệu đầu ra cho xuống âm ly. Máy mới trên 95-97% nha. Khiến dây ngủ riêng theo máy nha các bác. Và em sẽ test hoạt động của nó để các bác cùng xem. Tất cả hoàn hảo hết, tất cả những cái sản phẩm mà em đưa lên sóng là đều là hoàn hảo hết nha các bác. Đây, mê rất là mới nè. Bạn nào muốn sưu tầm con S13 La Mã Limited hết số của dòng CD cao cấp của Denon thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Và đây là dây nguồn của nó nha. Đấy. Và khiển. Rồi thì bác, em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào có những nhã hứng về em này thì alo cho em nha. Nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày hàng giờ.